năng bổ thận số 8 của tập đoàn Y Linh ngoài tác dụng điều trị tất cả các vấn đề liên quan đến hư thận thì nó còn có tác dụng cải lão hoàn đồng, làm trẻ hóa cơ thể một cách toàn diện và trẻ hóa từ bên trong ra đến bên ngoài. Với bảng thành phần gồm 16 loại thảo dược quý hiếm chuyên đặc trị 4 chứng hư thận, bao gồm này thận âm, thận dương, thận khí và thận tinh. Những bác nào mà đang gặp vấn đề về thận âm thì sẽ gặp các biểu hiện như sau. Thứ nhất, lòng bàn tay bàn chân lúc nào cũng nóng, ngực nóng, lưỡi đỏ, tư lưỡi ít, đi tiểu ít nhưng mà nước tiểu vàng, đau lưng mỏi khớp và đặc biệt là hay đổ mồ hôi trộm khi ngủ. Còn các bác mà đang gặp vấn đề về chứng hư thận dương thì ngược lại, lòng bàn tay bàn chân lúc nào cũng lạnh và ngay cả trong mùa hè cũng lạnh, thường xuyên mất ngủ hoặc có ngủ thì sẽ ngủ không sâu giấc. Cái mà quan trọng nhất dễ gặp phải đó chính là tình trạng sinh lý bị suy giảm một cách nghiêm trọng, đi tiểu nhiều mà nước tiểu trong. Và các bác gặp vấn đề về thận khí thì sẽ bao gồm các chứng giống như thận dương, tuy nhiên nó có thêm là đau đầu, chóng mặt, ù tai và điếc tai. Còn thận tinh là các vấn đề liên quan đến tinh trùng, bao gồm tinh trùng yếu, tinh trùng loãng, tinh trùng đứt đầu đứt đuôi và khó mang thai. Thì cái viên nam bổ thận số 8 này nó sẽ điều trị tất cả các vấn đề liên quan đến hư thận và đặc biệt là đau lưng mỏi khớp. Cách sử dụng này, một hộp như thế này thì sẽ có 100 viên và các bác uống cho em là ngày 6 viên chia 2 lần hoặc 3 lần đều được và mọi người uống sau ăn giúp em. Các bác sử dụng từ 7 đến 10 ngày các bác sẽ khỏe mạnh hơn mỗi ngày, đặc biệt là tràn đầy năng lượng. Nếu như sau 7 đến 10 ngày các bác sử dụng mà cảm thấy không hiệu quả hoặc cảm thấy nó không thuyên giảm thì em Thảo xin được phép hoàn tiền cho các bác. Tập đoàn Y Linh là tập đoàn đứng top thứ 5 ở bên Trung Quốc và vào năm 2021 thì đây là một trong những tập đoàn phân phối toàn bộ thuốc COVID và thuốc điều trị sau COVID cho cả thế giới luôn. Cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm.